hoàn mỹ trong từng sản phẩm, phong phú về chủng loại, đa dạng về màu sắc, dịch vụ hàng đầu, khẳng định chất lượng. Rèm An Mỹ, cuộc sống hoàn mỹ trong tầm tay bạn. Trong suốt 6 năm qua, công ty chúng tôi luôn định hướng phải dành những gì tốt nhất cho khách hàng để đạt được tiêu chí giá cả tốt, chất lượng tốt và dịch vụ tốt. Với phương châm hoạt động, làm tốt hoặc không làm gì cả, công ty chúng tôi đã và đang khẳng định được uy tín, sự tín nhiệm của khách hàng trên thị trường. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ trở thành nhà phân phối mảnh rèm cao cấp hàng đầu tại Việt Nam. Với phương châm được đặt ra, công ty An Mỹ luôn khắt khe với chính mình. Những sản phẩm được đưa ra thị trường phải đáp ứng đủ 3 yếu tố: chất lượng tốt, hình thức đẹp và thân thiện với môi trường. Sau 6 năm thành lập, công ty đã từng bước khẳng định được vị thế của mình bằng sự phát triển ổn định và bền vững, không ngừng mở rộng thêm chi nhánh và đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu cho nhân viên định kỳ hàng tuần. Hiện tại, công ty đã mở rộng thêm chi nhánh tại Hà Nội và hệ thống đại lý phân phối khắp cả nước. Nắm rõ nhu cầu của quý khách hàng ngày càng tinh tế, xu hướng lựa chọn những dòng sản phẩm chất lượng được đặt lên hàng đầu. Cuối năm 2014, rèm An Mỹ đã bắt tay liên kết với Sambotech, một trong những thương hiệu rèm hàng đầu tại Hàn Quốc, và trở thành đại diện thương hiệu độc quyền cho Sambotech tại Việt Nam. Được thành lập từ năm 2001, Sambotech khẳng định là thương hiệu chuyên cung cấp nội thất rèm mành cao cấp và chất lượng hàng đầu Hàn Quốc. Với mong muốn đem những sản phẩm tốt nhất làm hài lòng khách hàng của mình, công ty An Mỹ đã bước đầu xây dựng được nền tảng thương hiệu liên kết bền chặt giữa An Mỹ và Sambotech để có thể mang sản phẩm Sambotech tới tận tay khách hàng tại Việt Nam. Đánh vào phân khúc khách hàng tầm trung trở lên, các sản phẩm rèm của Sambotech được đánh giá cao về chất lượng và đa dạng về chủng loại với rất nhiều các dòng sản phẩm chuyên dụng: Triple Shed, mảnh quấn 3 lớp, Combi Shed, mảnh combi, Printing Combi Shed, mảnh in combi, FA Roll Screen, mảnh quận chống cháy, Roll Screen, mảnh quận, Printing Roll Screen, mảnh quận in, Cotton, rèm vải, rèm Roman. Sau 2 năm nỗ lực không ngừng nghỉ, giờ đây nội thất rèm cao cấp Sambotech đã dần tiếp cận được khách hàng tại Việt Nam và khẳng định được vị thế của mình thông qua mạng lưới đại lý phân phối trải dài khắp toàn quốc. Chúng tôi nhận thấy rằng ngoài cái hình thức mà làm đẹp cũng như là phù hợp với kiến trúc hiện tại thì cái rèm Sambotech còn có cái rất là nhiều cái công dụng chống tia cực tím, thân thiện với môi trường và tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Và cũng vì những lý do đấy mà trong thời gian ngắn thì cái rèm Sambotech đã được rất nhiều người yêu mến và chọn là cái sản phẩm trong ngôi nhà của mình. Bằng những sản phẩm chất lượng và dịch vụ nhanh chóng tiện lợi, đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của khách hàng, giờ đây Sambotech còn được khẳng định bằng sự tin tưởng của khách hàng và luôn là thương hiệu được khách hàng lựa chọn. Sản phẩm Sambotech thì như mình đã từng trải nghiệm thì nó là một cái sản phẩm rèm rất nổi tiếng của Hàn Quốc. Nó được phân phối ở 30 quốc gia trên toàn thế giới. Sản phẩm này là được công ty An Mỹ phân phối độc quyền và phát triển tại Việt Nam. Và cái chế độ hậu mãi của công ty An Mỹ cũng rất tốt và được đánh giá rất cao từ phía khách hàng. Bản thân tôi là khách hàng lâu năm của rèm An Mỹ thì tôi cảm thấy rất là thích sử dụng cái sản phẩm này vì sản phẩm này được nhập khẩu từ 100% từ Hàn Quốc và có rất là nhiều cái kiểu dáng đẹp. Và khi mà sử dụng thì tôi thấy là sản phẩm rất là chất lượng và dễ lau chùi, dễ làm sạch, bền và kiểu dáng thì thời trang. Dịch vụ của An Mỹ thì tuyệt vời, phải nói là một từ tuyệt vời vì các bạn từ cái khâu lên ý tưởng, chăm sóc, thiết kế và thi công, sau đó là dịch vụ sau chăm sóc khách hàng sau khi mà đã lắp đặt thành công rồi thì tôi thấy là các em rất là nhiệt tình. Với mong muốn mang sự hoàn mỹ trong từng sản phẩm, An Mỹ đang dần trở thành nhà phân phối hàng đầu với các sản phẩm trang trí nội thất mảnh rèm, đặc biệt là đại diện độc quyền cho thương hiệu rèm cao cấp Sambotech tại Việt Nam. Rèm An Mỹ, cuộc sống hoàn mỹ trong tầm tay bạn.